Xin chào các quý vị khán giả thân mến của kênh Tin Tức Online. Trong bản tin hôm nay, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị rất nhiều thông tin về bóng chuyền mới nhất, nóng nhất đang nhận được sự quan tâm, chú ý và bình luận lớn từ người hâm mộ. Đặc biệt là trận thua đầy tranh cãi của đội tuyển bóng chuyền Nam Việt Nam trước Pakistan tại tứ kết AVC Challenge Cup 2024. Kết quả này đã gây ra một làn sóng phản ứng mạnh mẽ trên khắp các diễn đàn trong nước và quốc tế. Ở trận đấu tứ kết giải bóng chuyền Nam quốc tế AVC Challenge Cup 2024 kết thúc khuya ngày 6 tháng 6 tại Bahrain, đội tuyển Nam Việt Nam đã dừng bước đáng tiếc trước Pakistan với tỷ số 2-3, 25, 19, 25, 27, 23, 25, 25, 21 và 12, 15 sau 5 set đấu kịch tính. Tuy nhiên, kết quả trận đấu này đang làm dậy sóng các diễn đàn bóng chuyền trong nước lẫn quốc tế, xuất phát từ một quyết định gây tranh cãi của trọng tài sau khi tham khảo công nghệ video hỗ trợ VAR. Tình huống này xảy ra trong set 5 quyết định khi đội tuyển Việt Nam đang dẫn trước 6-5. Nguyễn Ngọc Thuân có pha dứt điểm uy lực đập vào hàng chắn của Pakistan. Bóng nảy ra ngoài bên phía phần sân tuyển Việt Nam, rất gần vị trí của Đinh Văn Duy. Chuyền hay này đã chủ động né bóng để ghi điểm. Đội tuyển Pakistan sau đó đã sử dụng quyền khiếu nại để kiểm tra bóng trong hay ngoài sân. Kết quả video cho thấy bóng trong sân, qua đó giúp Pakistan có điểm, cân bằng tỷ số 6-6. Điều đáng nói là, khi xem trực tiếp tình huống này, bóng đã ra ngoài khá rõ ràng và Văn Duy cũng ở rất sát với quả bóng. Tuy nhiên, khi những hình ảnh của công nghệ video hỗ trợ được chiếu lên lại không hề có sự xuất hiện của Văn Duy, còn bóng trong video này đã dính vạch và điểm được tính cho Pakistan. Sự mâu thuẫn trong các hình ảnh đã làm dấy lên làn sóng phản đối mạnh mẽ từ phía người hâm mộ và các chuyên gia. Nhiều người cho rằng VAR đã không được sử dụng chính xác hoặc có sự nhầm lẫn trong quá trình phát lại video. Các diễn đàn bóng chuyền ngập tràn những bình luận bức xúc, đòi hỏi sự minh bạch và công bằng trong việc sử dụng công nghệ hỗ trợ. Nhiều ý kiến cho rằng trọng tài đã xem nhầm video khi trong tình huống này, bóng đã chạm sân đến 3 lần. Lần đầu bóng ra ngoài sân và bóng ở rất sát người Văn Duy, rồi nảy lại vào trong sân lần thứ 2, tiếp đó mới nảy lên dính vạch, lần 3, không có Văn Duy. Rất có thể trọng tài đã xem nhầm sang lần nảy thứ 3 của quả bóng trong tình huống này. Quyết định tranh cãi trên đã thay đổi cục diện của set 5 khi sau đó, các tuyển thủ Pakistan lấy lại tinh thần, thắng 15-12 để thắng chung cuộc. Ngay sau khi trận đấu kết thúc, các diễn đàn bóng chuyền trong nước lẫn quốc tế đã tranh cãi kịch liệt về tình huống tham khảo VAR này của trọng tài. Nhiều ý kiến bày tỏ sự phẫn nộ, thể hiện sự thiếu công bằng cho đội tuyển Việt Nam. Có bình luận thể hiện sự hài hước khi cho rằng, công nghệ video đã thêm cả chức năng hỗ trợ xóa người Văn Duy và khiến cục diện set 5 thay đổi. Dù dừng bước, đội tuyển Nam Việt Nam đã nhận được rất nhiều lời khen khi chơi ngang ngửa với đối thủ xếp trên mình 4 bậc, từng đè bẹp đương kim vô địch Thái Lan ở vòng đấu bảng và sở hữu lối chơi tấn công tốc độ, giàu sức mạnh. Ngay sau khi trận đấu kết thúc, huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Việt Nam đã tổ chức một cuộc họp báo ngắn để bày tỏ sự không hài lòng về quyết định của trọng tài. Chúng tôi đã chơi một trận đấu tuyệt vời, nhưng quyết định sai lầm từ trọng tài đã làm thay đổi hoàn toàn cục diện. Các cầu thủ của tôi xứng đáng nhận được sự công bằng, ông nói. Các chuyên gia và bình luận viên cũng không tiếc lời khen ngợi màn trình diễn của các cầu thủ Việt Nam. Họ đã thi đấu với tinh thần kiên cường và không bỏ cuộc dù gặp phải bất lợi. Đây là một dấu ấn đáng nhớ trong sự phát triển của bóng chuyền Việt Nam, một chuyên gia nhận định. Sự việc này đã tạo ra một làn sóng phẫn nộ và ủng hộ từ người hâm mộ trên khắp các diễn đàn và mạng xã hội. Nhiều người đã yêu cầu một cuộc điều tra kỹ lưỡng về quyết định của trọng tài và kêu gọi áp dụng các biện pháp để đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong các trận đấu sử dụng công nghệ VAR. Trong bối cảnh này, đội tuyển Việt Nam đã cho thấy sự tiến bộ vượt bậc và khả năng cạnh tranh sòng phẳng với các đội tuyển hàng đầu khu vực. Sự kiên trì và tinh thần chiến đấu không ngừng nghỉ của các cầu thủ là niềm tự hào và nguồn cảm hứng cho người hâm mộ trong nước. Hy vọng rằng, trong tương lai, những sự cố tương tự sẽ không còn xảy ra và công nghệ VAR sẽ được sử dụng một cách chính xác và hiệu quả hơn, để bảo vệ sự công bằng và tính cạnh tranh của thể thao. Đội tuyển Việt Nam, dù thua cuộc, đã để lại dấu ấn đậm nét và tiếp tục hành trình của mình với niềm tin và sự ủng hộ từ người hâm mộ. Tuyển Nam bóng chuyền Việt Nam là đại diện duy nhất của Đông Nam Á lọt vào đến tứ kết AVC Challenge Cup năm nay. Đáng tiếc, đội tuyển Việt Nam không thể tái lập chiến tích vào đến bán kết như ở giải đấu năm ngoái. Tuyển Việt Nam vẫn còn đó hai trận phân hạng trước khi kết thúc hành trình tại giải đấu này. Với tinh thần thi đấu quyết tâm và sự nỗ lực không ngừng, đội tuyển Việt Nam đã vượt qua nhiều đối thủ mạnh để tiến vào tứ kết. Trận đấu với Pakistan, dù đầy kịch tính và tranh cãi, đã cho thấy sự kiên cường và bản lĩnh của các tuyển thủ. Huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam, trong cuộc họp báo sau trận đấu, đã khẳng định, dù không đạt được mục tiêu vào bán kết,
Các cầu thủ của chúng tôi đã thi đấu hết mình và xứng đáng nhận được sự tôn trọng. Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực và hướng đến những trận đấu còn lại với quyết tâm cao nhất. Đây không chỉ là một giải đấu, mà còn là một hành trình khẳng định sự phát triển và tiềm năng của bóng chuyền Việt Nam trên đấu trường quốc tế. Những kinh nghiệm quý báu từ các trận đấu vừa qua sẽ là hành trang để đội tuyển tiếp tục hoàn thiện mình và vươn tới những thành công lớn hơn trong tương lai. Trận phân hạng tới đây, tuyển Việt Nam sẽ phải đối mặt với những thử thách mới, nhưng với tinh thần chiến đấu không bỏ cuộc, họ hứa hẹn sẽ mang lại những màn trình diễn hấp dẫn và đáng xem. Người hâm mộ cả nước, dù buồn vì kết quả tứ kết, vẫn luôn dõi theo và ủng hộ từng bước đi của đội tuyển. Trong những thời khắc căng thẳng và cam go như hiện tại, tinh thần đoàn kết và quyết tâm của toàn đội sẽ là yếu tố then chốt giúp tuyển Việt Nam vượt qua khó khăn và tiếp tục khẳng định vị thế của mình. Những trận đấu phân hạng không chỉ là cơ hội để cải thiện thứ hạng mà còn là dịp để các cầu thủ thể hiện lòng tự hào và tình yêu với màu cờ sắc áo. Cùng chờ đón và cổ vũ cho tuyển bóng chuyền Nam Việt Nam trong những trận đấu sắp tới. Họ đã, đang và sẽ tiếp tục chiến đấu vì niềm tự hào của thể thao nước nhà, mang lại những khoảnh khắc vinh quang và tự hào cho người hâm mộ. Thông tin tiếp theo rất đáng chú ý khi huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt tới Tam Đảo bắt đầu huấn luyện đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. 13 tuyển thủ của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã tới Tam Đảo, Vĩnh Phúc tập luyện tăng cường thể lực từ ngày 3 tháng 6 vừa qua. Tuy nhiên, trong ngày 6 tháng 6, huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt bắt đầu di chuyển tới Tam Đảo. Ông Kiệt tới Tam Đảo muộn hơn các học trò bởi trước đó đã dành thời gian để có mặt tại Quảng Trị, theo dõi chuyên môn các cầu thủ trẻ đang tranh tài tại giải bóng chuyền trẻ vô địch quốc gia 2024. Tới đây, đội tuyển bóng chuyền nữ trẻ U20 Việt Nam sẽ dự giải trẻ châu Á 2024. Do vậy, huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt muốn trực tiếp xem các cầu thủ thi đấu để có những phương án chuyên môn cho đội hình này. Trong những ngày đầu tập luyện tại Tam Đảo, ban huấn luyện đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam gồm huấn luyện viên Nguyễn Đình Tiến và huấn luyện viên Vũ Thị Hoa đã làm công tác chuyên môn cho các cầu thủ. Từ ngày 7 tháng 6, huấn luyện viên trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt sẽ chính thức bắt tay vào chương trình huấn luyện trực tiếp đối với các tuyển thủ. Hiện tại, chủ công Trần Thị Thanh Thúy đang trong giai đoạn chữa trị hồi phục chấn thương nên sẽ hội quân muộn cùng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Huấn luyện viên trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt cho biết đội tuyển chỉ ở Tam Đảo trong 2 tuần và các bài tập sẽ chú trọng tới việc tăng cường thể lực. Sau đó, đội sẽ trở lại Hà Nội để tiếp tục tập luyện chuyên môn. Sau thời gian tập luyện này, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ lên đường tới Philippines dự giải FIVB Challenge Cup 2024 của Liên đoàn bóng chuyền thế giới từ ngày 4 tới ngày 7 tháng 7. Sự hiện diện của huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt tại giải trẻ quốc gia đã chứng tỏ sự tận tâm và quyết tâm của ông trong việc phát triển bóng chuyền nữ Việt Nam. Những ngày tập luyện tại Tam Đảo sẽ là bước đệm quan trọng để đội tuyển có được thể lực tốt nhất trước khi bước vào những giải đấu quan trọng. Mục tiêu của đội tuyển không chỉ là cải thiện thành tích thi đấu mà còn là xây dựng một đội hình mạnh mẽ, sẵn sàng chinh phục những thử thách quốc tế. Tam Đảo với khí hậu mát mẻ và điều kiện tập luyện lý tưởng đã trở thành nơi tập huấn lý tưởng cho đội tuyển. Các tuyển thủ, dưới sự dẫn dắt của ban huấn luyện, đang nỗ lực hết mình để hoàn thiện thể lực và kỹ năng. Sự trở lại của Trần Thị Thanh Thúy sau chấn thương cũng được kỳ vọng sẽ mang đến sức mạnh và sự ổn định cho đội. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất về hành trình của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam, mong rằng sự chuẩn bị kỹ lưỡng này sẽ mang lại những thành công lớn cho đội tuyển tại giải FIVB Challenge Cup 2024 sắp tới.